Cái bà thứ hai ở bên Úc, bà Diệu Hỷ quê ở Bình Dương, con của bà rước qua Úc định cư. Bà tham gia cái đạo tràng niệm Phật chùa Quang Minh của Hòa Thượng Phước Huệ. Bà niệm Phật được 14 năm. Khi mà bà chết á, con trai đó bà nó mua cái phần đất ra làm cái mộ của bà đó, 40.000 đô la Úc. Bên đó mà mua cái đất mà làm cái mộ đó nhiều tiền lắm. Cho nên thầy đi thăm đó, có cái quẹt mộ chôn 7 người, 6 người, chôn từ dưới lên lần, mua không nổi. Mua cái đất mà làm cái quẹt mộ mà như Việt Nam mình mua không nổi đâu. Thì sáng hôm đó đó là đưa đám, bà về bà báo mộng cho con trai ấy, đừng có chôn con ơi, đem thiêu, để cái tiền mua đất đó mình làm từ thiện xã hội, gửi về Việt Nam giúp cho người nghèo, chi mà nhiều vậy. Con trai của bà nó vô chùa, nó nói với thầy trụ trì, ma con về báo mộng rồi biểu đừng có chôn, bây giờ thiêu làm sao thầy can thiệp vô, mai đi thiêu. Thầy trụ trì nói được, thầy quen, để thầy can thiệp với nghĩa trang đó. Sáng hôm sau đem cái quan tài của bà đi thiêu, 3 tiếng đồng hồ xong. Thì đem nhặt xá lợi thì về, một khay xá lợi mấy trăm viên. Thầy trụ trì nói cho chùa một nửa đi, bây giờ đạo tràng niệm Phật ở đây mà có cái viên xá lợi đó ra họ tinh tấn lắm, chứ thờ chi dữ vậy. Anh con trai ra máy thôi thầy chia, thầy lấy nửa đi. Mình lấy cái khay ra đổ ra một nửa, chia cho chùa Quang Minh một nửa, còn một nửa anh về nhà thờ trên lầu. 49 ngày chưa được giáp năm, anh lên anh dọn cái bàn thờ, anh thấy cái cây xá lợi đầy hết, giống như ông Thiện Nhân ở Bình Định vậy. Anh lật đật anh lên đới chùa, anh hỏi thầy trụ trì cho thầy có trả xá lợi con không, mà sao cái khay đó con cho thầy một nửa bây giờ nó đầy hết. Thầy nói trả gì, chia cho bổn đạo đạo tràng người duyên hết, nó trả hồi nào. Như vậy là ma con linh lắm thầy, cho không có chịu. Cho nên bây giờ cái số xá lợi mà con chia thầy nửa cái khay đó, bây giờ ở trên lầu cái bàn thờ má con là cái khay nguyên hết. Cái bữa thầy giảng ở cái chùa Quang Minh, thầy trụ trì mới kể cái chuyện đó, rồi mới báo cho cái anh con trai đó đem xe tới chùa chở thầy tới nhà. Rồi thầy lên lầu thầy quan sát cái khay xá lợi đó còn nguyên hết. Cho nên thầy mới nói pháp môn niệm Phật là tối thượng thừa cao nhất. Vì vậy cho nên hành giả nào, Phật tử nào, đạo tràng nào mà tổ chức được cái đạo tràng niệm Phật, mà hành giả phát nguyện niệm Phật để cầu giảng sanh là cái phước lớn lắm.